Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là tin tức Đan Trường rủ rê Hoài Lâm, Isaac, Ngô Kiến Huy hòa giọng trong MV mới. Sau hơn nửa năm chuẩn bị, Đan Trường vừa giới thiệu MV Gọi Tên Việt Nam với những khung hình đẹp của mình tại nhiều vùng quê của Tổ quốc. Mới đây, Đan Trường đã ra mắt MV Gọi Tên Việt Nam với những hình ảnh hậu trường từ các show diễn. MV còn có sự tham gia của đông đảo ca sĩ được yêu thích như Quang Linh, Quang Dũng, Thanh Thảo, Ngô Kiến Huy, Isaac và Hoài Lâm. Gọi Tên Việt Nam là sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, ngợi ca và tự hào về vẻ đẹp của đất nước con người Việt Nam, đúng với tiêu chí của bài hát. MV như một bức tranh với những danh thắng nổi tiếng kéo dài từ Bắc chí Nam như Hà Nội, Huế, Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ. Để đưa những khung hình đẹp vào thời lượng 5 phút của MV, Đan Trường phải lên kế hoạch di chuyển cả ekip đến ngoại cảnh ghi hình suốt một thời gian dài. Riêng phần quay hình cùng các nghệ sĩ khác đều phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi để mời các nghệ sĩ tham gia cùng. Chia sẻ về cảm xúc trong quá trình thực hiện MV, Đan Trường cho biết có đi nhiều nơi, cảm nhận trực tiếp cảnh đẹp của nước mình lại càng yêu thương đất nước con người của Việt Nam mình hơn, mới thấy rõ không đâu bằng quê hương Việt Nam. MV này như là một sản phẩm Đan Trường dành tặng cho những trái tim yêu Việt Nam và sẽ mang nó theo trong những chặng đường lưu diễn của mình để quảng bá hình ảnh quê hương mình ra thế giới. Đan Trường làm MV về cảnh đẹp Việt Nam. Nhiều khán giả được mời góp mặt trong MV của Đan Trường. Nam ca sĩ xuất hiện tại khắp mọi miền đất nước. Đan Trường bên cạnh các nghệ sĩ Quang Dũng, Quang Linh và Thanh Thảo. Dàn sao trẻ Hoài Lâm, Isaac, Ngô Kiến Huy cũng góp mặt trong sản phẩm này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích video nào, các bạn có thể like hoặc share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để có thể theo dõi thật nhiều video thật hấp dẫn khác do chúng tôi cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại!